Kính chào quý vị, chúc quý vị ngày mới làm việc hiệu quả. Bây giờ, mời quý vị đến với bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Bản tin hôm nay thứ Sáu, ngày 10 tháng 5 năm 2019, có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Tỉnh Long An tăng cường quản lý giáo dục học sinh sinh viên trên môi trường mạng. Chung cư đầu tiên của Việt Nam có hệ thống thang cơ thoát hiểm. Tin thế giới, truyền thông Triều Tiên cảnh báo về nguy cơ tổn hại quan hệ liên Triều. Sở Giáo dục và Đào tạo Long An xây dựng kế hoạch tăng cường quản lý giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh sinh viên trên môi trường mạng của ngành giáo dục và đào tạo năm 2019. Theo đó, mục tiêu phấn đấu có 85% đơn vị trường học tổ chức tuyên truyền giáo dục hướng dẫn học sinh sinh viên khai thác sử dụng thông tin trên môi trường mạng đúng quy định, phục vụ việc nghiên cứu học tập giải trí lành mạnh, thiết lập mạng lưới thông tin giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh sinh viên trên môi trường mạng từ Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo đến các đơn vị trường học trực thuộc. Phấn đấu 85% đơn vị trường học xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cộng tác viên để tổ chức quản lý giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh sinh viên trên môi trường mạng. Đồng thời, phấn đấu 85% đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cộng tác viên làm công tác quản lý giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh sinh viên và đội ngũ quản trị website, diễn đàn, mạng xã hội của các đơn vị trường học được bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh sinh viên trên môi trường mạng. Kế hoạch tăng cường quản lý giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh sinh viên trên môi trường mạng nhằm đẩy mạnh quản lý giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh sinh viên trên môi trường mạng tại các đơn vị trường học, góp phần nâng cao năng lực, kỹ năng khai thác, sử dụng thông tin trên môi trường mạng, đảm bảo đúng quy định, lành mạnh, hữu ích, giảm thiểu tác động của những thông tin độc hại, sai trái trên môi trường mạng đối với học sinh sinh viên, hướng đến xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh. Bảo vệ môi trường, tìm kiếm các nguồn năng lượng sạch thay thế nguồn năng lượng hóa thạch đang là xu hướng phát triển của thế giới hiện đại. Chính vì vậy, việc đẩy mạnh nghiên cứu và sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, đặc biệt là năng lượng gió, năng lượng mặt trời là xu thế tất yếu của Việt Nam. Và tỉnh Long An cũng không nằm ngoài xu thế đó. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Long An có 15 dự án điện mặt trời, tổng công suất lên đến 1.329 MW. Trong đó có 8 dự án đã được Bộ Công Thương bổ sung vào quy hoạch. Tổng công suất là 440 MW và 7 dự án còn lại có tổng công suất là 889 MW. Trong 8 dự án đã được bổ sung vào quy hoạch thì có 4 dự án đang thi công, một dự án điện mặt trời đã qua vào điện lưới quốc gia. Theo kế hoạch, đến hết tháng 6 năm 2019 sẽ có thêm 4 dự án được qua vào điện lưới quốc gia. Năng lượng tái tạo là lĩnh vực mà tỉnh Long An ưu tiên hàng đầu trong định hướng phát triển kinh tế của địa phương. Do đó, tỉnh luôn khuyến khích tạo mọi điều kiện thuận lợi để hỗ trợ cho nhà đầu tư, đặc biệt ưu tiên lựa chọn những nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm để thực hiện các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh. Tại khu di tích Vành đai Việt Mỹ, Rạch Kiến, xã Long Hòa, Liên đoàn Lao động huyện Cần Đức tổ chức lễ phát động tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019. Với chủ đề Mỗi công đoàn cơ sở, một lợi ích công đoàn viên, trong tháng công nhân năm 2019, Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với các ngành tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật trong công nhân viên chức lao động, đặc biệt là các hoạt động chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, biểu dương những tấm gương tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, lao động giỏi, sáng tạo, có nhiều sáng kiến kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả công việc, đảm bảo an toàn lao động, tôn vinh doanh nghiệp thực hiện tốt các chế độ đối với người lao động, giúp đỡ công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Tại lễ phát động tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019, Liên đoàn Lao động huyện đã trao 40 triệu đồng kinh phí xây dựng mái ấm công đoàn cho chị Đặng Thị Trúc Ly, công đoàn cơ sở xã Long Hữu Tây, và tặng 130 phần quà cho công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí vận động từ các doanh nghiệp trên 45,5 triệu đồng, động viên các anh chị em công nhân vươn lên khắc phục khó khăn, tập trung lao động sản xuất. Thưa quý vị, thời gian qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Cần Giuộc phát huy hiệu quả các nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần đẩy mạnh công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Hiện Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đang triển khai cho vay 9 chương trình tín dụng chính sách với tổng dư nợ là hơn 226 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay này đã giúp cho gần 1.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay vốn sản xuất,
giải quyết việc làm cho 697 lao động, hơn 1.300 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được dạy chúng học tập, xây mới hơn 6.000 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường. Mới thoát nghèo, cho nên là đời sống của mình nó cũng khấm khá hơn, thì từ cái nguồn vốn của ngân hàng đó mà để giúp đỡ cho chị em phụ nữ, nói chung thì xã Phước Lâm mình thì cũng nhờ cái đồng vốn của ngân hàng chính sách mà cải thiện đời sống của mình càng ngày càng tốt hơn. Các chương trình tín dụng chính sách do Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện thực hiện đã góp phần thực hiện công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt là góp phần thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Nhằm phát huy hiệu quả các nguồn vốn vay ưu đãi, thời gian tới Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện sẽ phối hợp giữa chính quyền địa phương, các hội đoàn thể nhận quỹ thác vốn, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các chương trình tín dụng ưu đãi đến người dân, đồng thời tiếp tục đổi mới, nâng cao toàn diện công tác quản lý và giải ngân nguồn vốn. Với những chính sách cho vay vốn ưu đãi đang triển khai, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Cần Giuộc thực sự là cầu nối để đưa nguồn tín dụng đến với người dân, qua đó giúp cho bà con có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững. Nhiều bệnh viện có chất lượng chuyên môn rất tốt, nhận được sự tin tưởng và khen ngợi của người dân, nhưng cũng có sự cố làm ảnh hưởng đến uy tín của cả ngành. Nếu bệnh viện không quản lý được toàn diện chất lượng các dịch vụ, rất có thể những sự cố đó sẽ còn lặp lại. Theo Bộ Y tế, trước đây, ngành y tế chỉ tập trung đào tạo về chuyên môn, chưa chú trọng đào tạo quản lý bệnh viện. Hiện nay, bệnh viện công lập phải tự chủ tài chính, do đó người đứng đầu bệnh viện cần được đào tạo cả về quản lý chất lượng khám chữa bệnh, cũng như nhân lực tài chính và trang thiết bị y tế. Quản lý bệnh viện đòi hỏi sự tỉ mỉ toàn diện và lấy bệnh nhân làm trung tâm, phải thay đổi từ việc không để bệnh nhân phải chờ đợi lâu, bố trí ghế ngồi chờ tại phòng khám, trang bị xà phòng rửa tay và vệ sinh bệnh viện sạch sẽ. Đặc biệt, điều mà công tác quản lý bệnh viện cần hướng đến cuối cùng là chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân, làm hài lòng người bệnh. Người bệnh được hài lòng khi được điều trị, đỡ bệnh, khỏi bệnh, được tiếp đón chăm sóc tử tế, ân cần, được công khai minh bạch về tiền viện phí. Khóa đào tạo lãnh đạo bệnh viện năm 2019 sẽ diễn ra trong một tuần với sự tham gia của lãnh đạo các bệnh viện thuộc các tỉnh phía Bắc. Thưa quý vị, đã hơn một năm, xăng E5 RON 92 được đưa vào sử dụng thay thế cho xăng RON 92. Hiện mức thuế môi trường của xăng E5 đang được tính bằng 95% so với xăng RON 92, khiến cho giá xăng E5 thấp hơn xăng RON 92 không đáng kể. Bộ Công Thương cũng thừa nhận mức thuế này chưa hợp lý. Hiện mỗi lít xăng E5 RON 92 có giá là 20.688 đồng một lít, xăng RON 95 là 22.191 đồng, trên 1.503 đồng mỗi lít. Theo số liệu báo cáo lượng tiêu thụ xăng E5 RON 92 trên địa bàn cả nước trong 3 tháng đầu năm giảm sút so với năm trước do người dân chưa mặn mà với xăng E5. Mà chúng ta phải đánh giá ở trên cái dựa theo cái mức độ khí phát thải khi chúng ta sử dụng cái xăng E5 này ra, chúng ta không thể dựa vào cái hiện nay là chúng ta chỉ so sánh, ví dụ hiện nay là mức thuế của xăng bình thường là 4.000, hiện nay đang kịch trần nhưng chúng ta đã biết thuế môi trường ấy là 4.000, trong khi thuế của xăng E5 là chỉ chênh có 200, tức là 3.800. Như vậy nó sẽ không đảm bảo cái việc khuyến khích người tiêu dùng là người ta sử dụng cái xăng E5 này. Bộ Công Thương cũng đã đề xuất các cấp có thẩm quyền sửa về thuế môi trường với xăng E5, tạo sự cách biệt về giá giữa hai loại xăng để khuyến khích người dân sử dụng. Hệ thống thoát hiểm khi xảy ra sự cố là thứ mà mỗi tòa nhà không thể thiếu, và đây cũng là mối quan tâm hàng đầu của người dân sống tại chung cư cao tầng hiện nay. Điều này cũng đặt ra yêu cầu lớn cho mỗi chủ đầu tư từ khâu thiết kế, thi công để đảm bảo các chung cư vận hành được an toàn, tránh các vụ việc đáng tiếc xảy ra. Sự chuyển biến của người mua nhà khiến các chủ đầu tư thay đổi. Tại dự án chung cư cao cấp The Legacy ở Hà Nội, ngoài các ưu điểm như hệ thống nước sạch tài giỏi, 4 giếng trời đảm bảo thông thoáng, hệ thống thoát hiểm được chủ đầu tư bố trí bằng các thang cơ được thiết kế lắp đặt bởi chuyên gia Nhật Bản. Theo đó, ở ban công mỗi căn hộ đều tiếp cận cầu thang này. Khi có cháy nổ, hệ thống thang cơ của Nhật Bản này sẽ kích hoạt giúp người dân thoát khỏi hỏa hoạn an toàn. Ở Nhật Bản, từ 50 năm trước, chính phủ đã quy định phải có thang này được sử dụng tại các chung cư tại luật phòng cháy chữa cháy. Do vậy, ở Nhật, toàn bộ các chung cư đều được sử dụng thang này. Thế nhưng ở Việt Nam, chưa có dự án nào sử dụng hệ thống thang máy này. Dự án The Legacy là dự án đầu tiên. Chúng tôi hy vọng thời gian tới, Việt Nam sẽ luật hóa việc bắt buộc triển khai hệ thống thang cơ này để bảo đảm tính mạng cho người dân sinh sống tại chung cư.
Khi mà mua chung cư thì mình sẽ chọn những cái mà sẽ đảm bảo cái vấn đề về an toàn cháy nổ là tốt nhất. Và qua giới thiệu thì cũng biết được cái dự án này Legacy đây, thì thấy cái hệ thống an toàn cháy nổ và có cái hệ thống thang thoát hiểm của Nhật đấy rất là tốt, cho nên là gia đình cũng đã chọn ở đây. Vụ cháy ở chung cư Carina, thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra hơn một năm nay. Thế nhưng mối lo về cháy nổ ở các khu chung cư thì chưa bao giờ hết nóng với người dân sinh sống ở các khu đô thị. Thay vì lo lắng, giờ đây nhiều người dân khi tìm mua chung cư đã để ý tới hệ thống thoát hiểm thông minh, đảm bảo an toàn cho mỗi cư dân sống trong tòa nhà khi sự cố xảy ra.